tin tưởng, một cái môi trường sinh thái thì cũng như là các tiện ích là rất là đầy đủ, cái sinh thái rất là mát quanh là các cái bờ sông, từ đó là cô kết luôn. Đã từng ở bên Phú Mỹ Hưng rồi, tôi nhìn thấy được là ở bên Aqua City nó có một cái môi trường rất tốt. Tôi cũng đã theo dõi từ lâu về Novaland rồi. Thì cái đợt này tôi muốn tham gia là vì là tôi cảm giác được rằng là thời gian tới tôi sẽ được ở một cái vị trí đó, vì nó có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi cuộc sống sau này. Cả nhà đang sống ở Phú Mỹ Hưng cũng là một không gian sống xanh của thành phố. Nhưng mà trong tương lai thì hả, ồn ào náo nhiệt của thành phố quá, cho nên muốn tìm một cái chỗ nào đó mà nó không quá xa thành phố mà nó vẫn gọi là bảo đảm được cái cuộc sống thoáng đãng như thế này. Thì mình thấy Aqua là hiện đang là một cái sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình của mình. Không gian sống xanh đúng nghĩa là xanh luôn á. Bao quanh là sông, nước, các thứ đúng với lại hả ước mơ của rất là nhiều người cuộc sống hiện đại bây giờ. Với lại nghe nói là sẽ là từ Sài Gòn á, là có cầu xây mới, là coi như đâm thẳng qua cao tốc luôn, cho nên rất là tiện.